Chào mọi người nhé, chào anh chị nhé. Chúng ta sẽ đi phân tích chứng khoán phái sinh cho ngày 18 tháng 9. Như vậy là chúng ta có một phiên big long từ 82 đúng không? Và ngày mai là ngày sát đáo hạn phái sinh. Phái sinh thì thứ năm tuần này chúng ta có một cái nhịp mà một cái phiên đáo hạn đó. Đáo hạn đây là chúng ta sẽ quan tâm là câu chuyện là nhà cái họ cầm vị thế gì. Thì mình đã phân tích với mọi người và anh em trong Zoom rồi. Chúng ta có trước cái nhịp mà đáo hạn tháng trước đúng không? Và sau những cái phiên bùng nổ theo đà thì chúng ta nhận định là gì? Phái sinh nhà cái họ gom long ở vùng giá 126x. Đó, họ đang có vị thế long ở 126x. Nên là cái câu chuyện khi mà đáo hạn phái sinh thì nếu như thị trường có xấu thì nó vẫn kéo lên vùng 1.300x. Và mình dự báo là lên trên vùng 1.307 đúng không mọi người? Thì hiện tại giá đang lên, kéo lên vùng 1.305.8 rồi, thì cái câu chuyện hiện tại của chúng ta là chúng ta sẽ đánh sideways ở trong trong cái vùng này thôi. Đó, sideways trong vùng này và chúng ta sẽ chờ đợi thêm. Với câu chuyện nhà cái họ có, liệu họ có kéo lên lấp cái vùng gap 28 hay không thì mình nhận định là có thể là không lấp nhá. Tuy nhiên là chúng ta vẫn ưu tiên canh chỉnh long. Và cái câu chuyện là chúng ta có một cây bullish engulfing, đây chính là một cây reversal 3 và kết thúc cái nhịp điều chỉnh trước đó đúng không? Thì chúng ta sẽ cùng ưu tiên canh chỉnh long đó. Thì ngày hôm nay chúng ta có một cái nhịp mà long phái sinh ở vùng giá 82.x. Thì cái vùng giá 82.x này mọi người chú ý nhé, chúng ta có khi mà nó tạo ra hai đáy ở 82.x và cái vùng giá 82 hôm qua mình đã phân tích rồi thì nó gần với vùng 0.5 của Fibonacci đúng không? Đó, thì nó là một cái nhịp có hỗ trợ, thì chúng ta sẽ cần chờ một cái bias ở đây, một cái vùng nguyên nhân tích lũy ở đây đúng không, để đánh lên. Thì sau phiên sáng nó tạo ra hai đỉnh ở vùng 85 thì mình có nhận định là nó quay trở lại vùng OB ở vùng 82.x thì chúng ta tiếp tục long lên và mục tiêu chúng ta sẽ đánh lên gap vùng 87.88 đúng không nào. Sau đó chúng ta sẽ chờ xác nhận ở phiên chiều, đó chính là mốc giá 2 giờ đến 2 giờ 05 ở phiên chiều. Đó, thì chiều nó xác nhận cho mình một cái nhịp mà break lên tái tích lũy này mọi người này. Đó, thì chúng ta đánh dấu cái sự kiện đây thôi. Chúng ta có một nhịp tạo ra SC ở đây, sau đó thì giá giằng co đi ngang ở vùng này. Nó có những cái nhịp mà hồi phục tự động, sau đó những cú test ST này. Sau khi đó là có những nhịp mà tạo ra UA và đây là một tín hiệu tạo ra LPS đúng không? Và giá tiếp tục đi lên. Đi lên thì chúng ta thấy là break thằng này. Chúng ta có tín hiệu của Sideup Trend rồi. Tuy nhiên là nó về cái vùng supply nên chúng ta sẽ cần phải chờ đợi sau 2 giờ liệu rằng VN30 đúng không? VN30 có đồng thuận hay không? Liệu rằng trụ có kéo không? Banh có xanh trở lại hay không? Và thị trường nó có đồng thuận kéo lên hay không? Thì sau 2 giờ mọi người chú ý nhá, sau 2 giờ thị trường đồng thuận xu hướng. Đó, và mình có view với anh em là ít nhất nó kéo lên 93.95 và khi mà lên 93.95 thì mọi người chỉ đánh long thôi, tại vì không có cái câu chuyện là von sọt vào đúng không ạ? Chỉ có von long tăng mạnh này, điều chỉnh von giảm này, giá tăng lên von long này, điều chỉnh von sọt giảm này, do đó thì chỉ có von long tăng vào. Thì đây là một nhịp mà đồng thuận xu hướng mà kéo lên. Nó kéo lên thì chúng ta có thể là target, một là cái nhịp tích lũy của nó từ vùng 82 đi lên cái nhịp breakout ở cái vùng này. Chúng ta đánh x đôi lên đúng không? Hoặc là chúng ta sẽ đo x4 từ cái thời điểm mà nó tạo ra những cú LPS breakout lên đúng không? Thì chúng ta có thể đánh x4 từ đây. Đó, thì loanh quanh ít nhất nó phải lên vùng 96. Đó, không có thì chúng ta sẽ cần phải tư duy là từ cột vào đến cột ra, hoặc từ cái nhịp vào nhịp ra chúng ta đo chiều ngang đúng không? Chúng ta đo đó lên trên vùng 1.302 và cái vùng giá 1.307.8 này là vùng mà mình đang hướng tới. Và cái câu chuyện nếu như đây là spring cho cả một cái bias này nhá, nếu như đây là cú spring cho cả một cái bias tích lũy này thì chúng ta thấy là gì? Giá nó sẽ tiếp cận vùng cản ở đây và trong tháng mới thôi, F2 tháng mới hoàn toàn là những cái nhịp mà hồi phục đây, tái tích lũy và đi lên tiếp đúng không? Thì cả một cái bias này là một cái bias tích lũy, đây là spring thì đây là tín hiệu của major sideup trend đúng không ạ? Thì gì test lại ở những vùng này là chúng ta mua lên thôi. Đó, thì cái điểm đánh hôm nay chỉ có là long theo EMA 10-15, cái nhịp mà sau 2 giờ chỉ có mỗi nhịp mà long EMA 10-15 đây, 87 này mọi người chú ý nhé, 87 này đó, 84-87 có bảo mọi người đấy. Cái nhịp này mọi người chờ thêm đúng không ạ? Cây này cây xác nhận đánh liên tiếp này, mọi người long thôi đó và không chơi sọt. Đến cuối phiên thì mình nhận định là vùng 01 có điều chỉnh. ATC nó có cái kéo thì ATC chúng ta không chơi. Thuật toán thì chúng ta có một nhịp mà long đồng thuận ở vùng 85. Tuy nhiên là đồng thuận đồng pha nó phải ở vùng 89 mọi người nhé. Thì 89 mọi người vào thêm vị thế ở đây. Và hiện tại thuật toán chỉ canh chỉnh long thôi. Và có thể là điều chỉnh về những vùng 97, 98 đúng không? Chúng ta ưu tiên là long ở những vùng đó.
Cái xu hướng tháng này thì ưu tiên canh chỉnh long rồi, phái sinh thì chúng ta chú ý nha. Trước đó chúng ta có một xu hướng giảm phái sinh đúng không? 1.200, 1.335 đó giảm về vùng 81. Như vậy cái nhịp hồi này chúng ta đánh giá về đâu? Đó để đo Fibo thôi. Thứ nhất là chúng ta sẽ xem xét là vùng cản ở vùng giá 09 08 cộng trừ. Thế vùng này sẽ có những nhịp điều chỉnh mọi người nhé, 08 09 cộng trừ. Vùng tiếp theo là vùng 15.x. Đó thì chúng ta vào con H à, con M1, con M5 chúng ta sẽ bóp lại entry. Đó thì chúng ta sẽ tham minh được vùng sọt ở vùng 16 18. Vùng thứ hai là vùng giá 07 09. Đây là hai vùng mà chúng ta sẽ có những nhịp mà điều chỉnh ngắn hạn đúng không ạ? Điều chỉnh tín hiệu động lượng. Thứ nhất là cái low time frame M1, M5, M15 đúng không ạ? M30, H1 đều trên vùng quá mua rồi thì chúng ta sẽ cần phải chờ những cái nhịp mà tín hiệu động lượng. Đó thì về xu hướng vẫn ưu tiên canh chỉnh long, và những cái nhịp mà nó đỡ ở EMA 10 15 thì chúng ta sẽ test lại và long lên. Đó, còn vùng long thì chúng ta có hai cái vùng long quan trọng là vùng vùng giá 89 đến 92. Vùng tiếp theo là vùng giá 96 98. Chúng ta vẫn ưu tiên đánh long mà L3 điểm. Lên trên vùng 1.300 x chúng ta chốt lời bớt vị thế 1.307 08 đúng không ạ? Nếu như cái nhịp chỉnh 1.007 09 ATO mà không vượt qua, chúng ta có thể chơi một nhịp sọt chỉnh SL vượt 10.8 đúng không? Và chốt lời dần, thực ra là phiên sáng chúng ta chốt lời bớt thôi, sọt chỉnh thì mình không ưu tiên. Tuy nhiên là nếu như với câu chuyện mà nó kéo như vậy rất dễ ATO ngày mai điều chỉnh luôn đúng không? Điều chỉnh luôn ATO và có thể điều chỉnh luôn về mốc 0002 thì chúng ta có thể tham minh những cái nhịp mà long tiếp tục theo EMA 10 15 cho đánh lên. Đó thì buổi sáng chúng ta tích tích điểm ở vùng khoảng tầm 2 đến 4 điểm thôi. Và lưu ý là sát phiên đáo hạn nhé, có thể là ngày hôm nay là một phiên big big long nhưng mà ngày mai hoặc là phiên đáo hạn lại là những cái nhịp mà sideways biên 1 đến 3 đến 5 điểm thôi, là sideways rất hẹp rất nhỏ thôi, và nhà cái họ đồng ý câu chuyện là họ chốt long ở cái vùng giá quanh vùng này đó. Còn lại thì để mà kéo tiếp được không thì thị trường này thì sau một cái cây mà engulfing thì hoàn toàn có thể tăng điểm tiếp. Tuy nhiên là chúng ta cũng phải xem xét là khi mà index nó quay trở lại vùng giá 1.264 đến vùng 1.270 cũng là những vùng mà cung đúng không? Cung trước đó nó tạo ra thì nó sẽ có rung lắc, thì chúng ta sẽ view là có thể là tạo ra một vài cây doji ở loanh quanh vùng này. Đó thì thị trường phái sinh sẽ đi sideways, đó sideways ở trong phiên một hai phiên tới thôi, đó phái sinh mà thì giá cũng đi rất khó chịu đúng không? Thì chúng ta sẽ soi lại con D này. Thứ nhất là khung D có một cây reversal số 3 đúng không ạ? Và đóng dưới ZI trên 50, chúng ta ưu tiên canh chỉnh long những cái vùng giá 97 cộng trừ đúng không? Gần nhất thì chúng ta có vùng 02, tuy nhiên là mình lên chờ đợi vùng 97 98 hoặc là mốc giá 90 đến 92 chúng ta sẽ đánh long SL 3 điểm mỗi vùng, và lên vùng 130x mình sẽ chốt lời bớt nhá. H4 thì chúng ta thấy là H4 quay trở lại một xu hướng tăng rồi. Quay trở lại xu hướng tăng đúng không ạ? Mặc dù trước đó là con SMA 20 thì nó sẽ kéo lên thôi. Tuy nhiên chúng ta phải cần để ý là gì, H4 nó vẫn có vùng cản ở vùng giá 10 16 18. Thế lên trên vùng này H4 sẽ vẫn bị bán lại. Chúng ta vẫn đánh sọt ở đây mọi người nhá, đánh sọt ở vùng đó. H1 thì bẻ thằng SMA 20 đi lên, đóng lên bên trên rồi. Thì những vùng SNR phá qua này, 01 này. Đúng không? Vùng giá đỉnh cũ 97 98, đó, ưu tiên 97 98 đánh long đẹp hơn đúng không? SMA 20 trên vùng 94 95 đính chính là những vùng mà chúng ta sẽ điều chỉnh đánh long lên thôi. Đó M15 M5 thì đang là xu hướng tăng. Tuy nhiên là có quá mua mọi người chờ điều chỉnh. Có thể là đi sideways rằng co một vài điểm ở đây, biên độ khoảng 2 đến 4 điểm thôi đúng không ạ? Từ vùng giá 01 đến đến 07 quanh vùng đó mọi người sẽ đánh sideways đúng không ạ? Ưu tiên canh chỉnh long, và nhớ là đối với những nhịp mà chen long mạnh như vậy thì cái đường EMA 10 M15 khi mà test về mọi người có thể chơi một nhịp long để lên khoảng tầm 2 đến 4 điểm mọi người chốt lời bớt. Đó thì zoom chen chúng ta sẽ chốt lời ở vùng giá 82, chốt lời một phần ở vùng 1307. Nhồi long chúng ta sẽ nhồi ở vùng 96 98. Nhồi long ở vùng 89 91 SL 3 điểm mỗi vùng và chốt lời bớt ở 1307. Còn lại chúng ta sẽ cầm đến đáo hạn đúng không ạ? Nếu như chưa vi phạm cái mức chặn lãi của chúng ta. Đó thì mọi người chú ý là zoom chen ngày hôm trước này. Ngày hôm trước mọi người này, mình bắt long, ngày hôm trước mình sọt, ngày hôm qua thôi. Chúng ta sọt đúng không ạ? Chúng ta sọt ở vùng 91 và chúng ta view là gì? Về vùng demand 80 82 chúng ta đánh long. Và chúng ta ưu tiên là về vùng 80 82 đánh long này. Đó, thì cái câu chuyện là zoom chen
đây Zoom chat mọi người ngày hôm qua chúng đã view đấy, là chúng ta có hai cái mốc quan trọng, đó chính là 80 82 và 6 8 70 cho chen, và mình vẫn kỳ vọng cái câu chuyện là thị trường về vùng 1000 1200 3x và quan sát được cầu. Nếu như câu chuyện là chúng ta có trụ kéo đúng không ạ, chúng ta có banh kéo, chúng ta có banh xanh trở lại đúng không, thì rõ ràng chúng ta phải đánh long, và chỉ là tham minh đánh long thôi. Thứ nhất là ngày hôm nay có FPT, có Vinhome đỡ giá, sau đó thì chúng ta có BKMX trụ kéo lại đúng không ạ, Vietcombank đúng không ạ. Sau đó thì có sau phiên chiều nhá, bắt đầu dòng banh với tham chiếu và xanh trở lại thì chúng ta chỉ ưu tiên đánh long thôi. Và nhớ là với cách đánh hiện tại thì nhà cái họ cầm long và ưu tiên canh chỉnh long, nhớ nhá. Đó, phiên ngày mai điểm đánh ngày hôm nay thì đơn giản thôi đúng không, còn bên cơ sở thì chúng ta sẽ có những cái nhận định riêng về bên cơ sở mọi người nhé, phái sinh chúng ta sẽ tách bạch riêng. Thì với cái tình hiện tại cơ sở chúng ta vẫn đánh sideways thôi, đánh sideways trong xu hướng tăng đối với nhiều cổ phiếu, còn những cổ phiếu mà đang đang chạy nước rút, đang trong một và tái tích lũy này thì chúng ta tiếp tục hold lại thôi. Có nhiều cổ phiếu mà chúng ta cần chờ đợi thêm đúng không? Chờ đợi thêm việc là xây dựng nguyên nhân như kiểu GVR vẫn vẫn là những gì mà biên độ từ 36 đến 33x, chúng ta tham bình đánh rất chuẩn rồi đúng không, kể cả những cái câu chuyện thằng đầu tư công đúng không, những cổ phiếu mid cap đánh sideways. Có rất nhiều người ngày hôm nay view là một trận big short, sau đó thì bán hết cơ sở đúng không, sau đó thì thị trường lại quay trở lại, thì rõ ràng khi mà thị trường nó quay trở lại vùng vùng demand là chúng ta chỉ ưu tiên đánh long thôi, khi mà có cầu vào, rõ ràng cầu hôm nay vào cuối phiên xác nhận mọi người nhé. Đó thì ngày mai mọi người sẽ đánh sideways cho mình, sideways biên hẹp thôi, ưu tiên chờ chỉnh long, và nhớ là nó đang trên vùng quá mua rồi, sẽ chờ những nhịp mà điều chỉnh đó, điều chỉnh có thể là sideways down, điều chỉnh nhìn sáng đấy, hoặc là nếu như ATO mà rơi xuống luôn chúng ta sẽ đánh long ở những vùng LPS, còn ATO mà loanh quanh cái mốc này không đẩy lên vùng 0.07x sát 0.809 đấy, chúng ta có thể đánh những nhịp phần điều chỉnh ngắn ở đây, có thể điều chỉnh về cái mốc giá 0.3 đỉnh cũ thôi, này 0.3x này đó. Thì ngày mai chúng ta sẽ chờ cú test, thứ nhất là về ngắn hạn chúng ta có thể thấy là F1 đã vượt được cái xu hướng giảm trước đó rồi, thì hoàn toàn ở đây là cú swing, sau đó thì test lại backup thành công thì đi lên tiếp mọi người nhé, ưu tiên canh chỉnh long.